làm việc lớn không hấp tấp. Mọi thứ lớn lao đều cần thời gian và sự kiên nhẫn, hấp tấp chỉ mang lại thất bại. 2. Tự biết mình là điều khôn ngoan nhất. Hiểu rõ bản thân mới có thể hiểu và đối xử đúng mực với người khác. 3. Học cách im lặng đúng lúc. Im lặng là sức mạnh, nhất là khi lời nói không mang lại lợi ích. 4. Giữ tâm bình an. Sự bình an trong tâm hồn giúp vượt qua sóng gió cuộc đời. 5. Học từ lỗi lầm của người khác. Quan sát và rút ra bài học từ người khác sẽ giúp tránh những sai lầm không đáng có. 6. Biết ơn những điều nhỏ bé. Hạnh phúc đến từ việc biết ơn những gì mình đang có. 7. Thời gian quý giá hơn vàng bạc. Dành thời gian cho những điều ý nghĩa hơn là chạy theo vật chất. 8. Không ngừng học hỏi. Học hỏi không chỉ qua sách vở, mà còn từ cuộc sống xung quanh. 9. Không oán hận, trách móc. Oán hận chỉ làm hại bản thân, tha thứ là con đường giải thoát. 10. Đạo đức là nền tảng của sự thịnh vượng. Cốt lõi của sự bền vững là giữ gìn đạo đức và lòng nhân ái. 11. Biết dừng đúng lúc. Tham vọng không kiểm soát dễ dẫn đến sự hủy hoại. 12. Sống hòa thuận với thiên nhiên. Hòa mình vào thiên nhiên sẽ mang lại sự cân bằng cho cuộc sống. 13. Đừng tự mãn với kiến thức của mình. Luôn có điều mới mẻ để học hỏi. Sự tự mãn là kẻ thù của sự tiến bộ. 14. Khiêm tốn là sức mạnh. Khiêm nhường sẽ giúp bạn đạt được nhiều thành tựu mà không gây đố kỵ. 15. Lòng nhân ái là nền tảng của xã hội tốt đẹp. Hãy đối xử với mọi người bằng lòng nhân ái và sự bao dung. 16. Sức mạnh của sự kiên trì. Kiên trì là chìa khóa để vượt qua mọi thử thách. 17. Biết điều chỉnh và thích nghi. Cuộc sống luôn biến đổi, người khôn ngoan là người biết điều chỉnh bản thân. 18. Nghe trước khi nói. Lắng nghe giúp ta hiểu người khác và tránh phát ngôn sai lầm. 19. Giữ vững tinh thần khi khó khăn. Khó khăn là một phần của cuộc sống, cần giữ vững niềm tin để vượt qua. 20. Hạnh phúc không phụ thuộc vào bên ngoài. Hạnh phúc xuất phát từ bên trong tâm hồn, không từ danh vọng hay của cải. 21. Biết từ bỏ đúng lúc. Đôi khi từ bỏ là cách tốt nhất để tiến lên phía trước. 22. Không quá quan tâm đến lời khen chê. Lời khen hay chê đều chỉ là ý kiến của người khác, không quyết định giá trị của bạn. 23. Thấu hiểu cảm xúc của người khác. Biết cách cảm thông sẽ giúp xây dựng mối quan hệ tốt đẹp. 24. Sự công bằng là nền tảng của xã hội bình đẳng. Hãy luôn công bằng và đối xử tử tế với mọi người. 25. Học cách từ bỏ thù hận. Thù hận chỉ làm tổn thương chính mình, học cách tha thứ là giải thoát. 26. Không đổ lỗi cho hoàn cảnh. Thành công hay thất bại không do hoàn cảnh quyết định, mà do cách ta đối mặt với nó. 27. Chấp nhận sự thay đổi. Mọi thứ trong cuộc sống đều thay đổi, chấp nhận và thích nghi là cách để tiến bộ. 28. Giữ chữ tín. Chữ tín là điều quý giá, một khi đã mất, rất khó lấy lại. 29. Không ngừng cải thiện bản thân. Sự tự hoàn thiện giúp ta tiến xa hơn trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. 30. Sống có mục đích. Cuộc sống không có mục đích giống như một con thuyền không phương hướng. 31. Tình bạn quý hơn tiền bạc. Một người bạn thật sự đáng giá hơn bất cứ tài sản vật chất nào. 32. Làm việc chăm chỉ, nhưng không quên nghỉ ngơi. Cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi giúp cơ thể và tinh thần khỏe mạnh. 33. Tôn trọng sự khác biệt. Mỗi người đều có suy nghĩ và quan điểm riêng, tôn trọng sự khác biệt sẽ giúp xã hội phát triển. 34. Học cách tha thứ cho bản thân. Tha thứ cho bản thân về những sai lầm trong quá khứ để tiến lên phía trước. 35. Không ham mê danh lợi. Danh vọng và tiền tài chỉ là phù du, ham mê quá mức sẽ làm mất đi giá trị thật sự của cuộc sống. 36. Giá trị của sự nhẫn nại. Nhẫn nại sẽ giúp bạn vượt qua mọi khó khăn và thử thách trong cuộc sống. 37. Làm điều đúng dù khó khăn. Đôi khi làm điều đúng rất khó, nhưng nó luôn là con đường đáng để đi. 38. Học từ sự thất bại. Thất bại là bài học quý giá để thành công trong tương lai. 39. Giữ lòng tin. Lòng tin là nền tảng của mọi mối quan hệ, đừng để mất nó. 40.
chú trọng đến sức khỏe. Sức khỏe là tài sản lớn nhất, không có nó, mọi thứ đều vô nghĩa. 41. Biết chọn bạn mà chơi. Bạn bè tốt sẽ giúp bạn phát triển, còn bạn xấu sẽ kéo bạn xuống. 42. Sự thật thường khó nghe. Dù đôi khi khó chấp nhận, sự thật vẫn luôn quan trọng hơn những lời dối trá ngọt ngào. 43. Luôn biết ơn. Biết ơn về những điều mình có sẽ mang lại hạnh phúc và sự an lành. 44. Tìm hiểu trước khi phán xét. Phán xét người khác mà không hiểu rõ sự thật sẽ gây ra nhiều hiểu lầm và mâu thuẫn. 45. Không để lòng tham chi phối. Lòng tham không đáy sẽ làm mất đi sự tỉnh táo và nhân phẩm. 46. Làm chủ cảm xúc của mình. Không để cảm xúc tiêu cực điều khiển hành động là dấu hiệu của sự trưởng thành. 47. Học cách lắng nghe. Lắng nghe là cách tốt nhất để hiểu người khác và tránh những xung đột không đáng có. 48. Không để quá khứ ràng buộc. Quá khứ đã qua, hãy sống cho hiện tại và hướng đến tương lai. 49. Chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm. Kiến thức càng chia sẻ càng nhân lên, đừng giữ lại cho riêng mình. 50. Tâm trong sáng, cuộc sống thanh thản. Tâm hồn trong sáng giúp cuộc sống thanh thản và hạnh phúc hơn. 51. Tập trung vào những gì quan trọng. Đừng để những điều không đáng làm bạn phân tâm khỏi mục tiêu chính. 52. Không ganh đua vô ích. Ganh đua không cần thiết chỉ mang lại mệt mỏi và mất đi giá trị bản thân. 53. Sống theo nguyên tắc nhưng không quá cứng nhắc. Nguyên tắc giúp ta sống có kỷ luật nhưng cũng cần linh hoạt theo hoàn cảnh. 54. Tránh xa những lời đồn thổi. Tin vào những lời đồn vô căn cứ sẽ gây tổn hại đến mối quan hệ và danh dự. 55. Không bao giờ ngừng cố gắng. Cố gắng là điều không thể thiếu trên con đường thành công. 56. Biết làm chủ hoàn cảnh. Trong mọi tình huống, người khôn ngoan luôn biết làm chủ và điều khiển tình thế. 57. Không lãng phí thời gian vào những chuyện vô nghĩa. Thời gian là hữu hạn, hãy dành nó cho những điều ý nghĩa và có giá trị. 58. Sự trưởng thành đòi hỏi trải nghiệm và thử thách. Trưởng thành không đến từ tuổi tác, mà từ những trải nghiệm và khó khăn đã vượt qua. 59. Đối diện với sự sợ hãi. Sợ hãi là một phần của cuộc sống, đối diện với nó để trở nên mạnh mẽ hơn. 60. Lời nói có sức mạnh lớn lao. Một lời nói có thể thay đổi cuộc đời người khác, vì thế hãy cẩn trọng trong lời nói. 61. Tập trung vào hiện tại. Hiện tại là khoảnh khắc quan trọng nhất, đừng để lo lắng về tương lai hay ám ảnh quá khứ làm mất đi giá trị của nó. 62. Trân trọng những mối quan hệ quý giá. Gia đình, bạn bè và những người thân yêu là tài sản vô giá, hãy luôn trân trọng và chăm sóc cho những mối quan hệ đó. 63. Học cách nói không. Biết từ chối khi cần thiết sẽ giúp bạn giữ vững giới hạn cá nhân và không để mình bị lợi dụng. 64. Sự kiên nhẫn là chìa khóa của thành công. Kiên nhẫn không chỉ giúp ta đạt được mục tiêu mà còn làm giảm bớt căng thẳng và áp lực. 65. Giữ vững nguyên tắc đạo đức. Đạo đức là kim chỉ nam cho mọi hành động, giúp ta không lạc lối trong cuộc sống. 66. Cẩn trọng với những quyết định quan trọng. Những quyết định lớn cần sự suy nghĩ thấu đáo, vì chúng có thể ảnh hưởng đến cả cuộc đời. 67. Sức mạnh của sự bao dung. Bao dung giúp giải tỏa những mâu thuẫn, mang lại hòa bình và sự thấu hiểu giữa con người với nhau. 68. Thành công không đến từ sự may mắn. Thành công là kết quả của sự cố gắng, kiên trì và nỗ lực không ngừng nghỉ. 69. Không dựa vào người khác quá nhiều. Hãy tin tưởng vào chính mình và học cách tự lập, đừng dựa dẫm quá mức vào người khác. 70. Không để những lời nói xấu làm ảnh hưởng. Người khác có thể nói bất cứ điều gì, nhưng giá trị của bạn không phụ thuộc vào điều đó. 71. Biết khi nào nên dừng lại. Biết dừng lại đúng lúc sẽ giúp tránh được những sai lầm không đáng có và bảo vệ bản thân khỏi tổn thương. 72. Tìm niềm vui trong những điều giản dị. Cuộc sống hạnh phúc đến từ những niềm vui giản dị, như khoảnh khắc bên gia đình hay bạn bè. 73. Không lãng phí năng lượng vào sự tức giận. Tức giận không chỉ làm tổn hại sức khỏe mà còn khiến ta mất đi sự kiểm soát bản thân. 74. Thời gian chữa lành mọi vết thương. Mọi nỗi đau đều có thể được chữa lành bởi thời gian. Đừng quá vội vàng muốn mọi thứ quay trở lại bình thường.
Nếu bạn thấy video này hữu ích có tính ứng dụng thực tế hãy bình luận số 1, không thực tế thì bình luận số 9, điều đó rất hữu ích với chúng tôi. Cảm ơn thời gian quý báu của bạn. 75. Làm việc vì đam mê, không chỉ vì tiền bạc. Công việc mang lại niềm đam mê sẽ giúp bạn sống trọn vẹn và ý nghĩa hơn. 76. Tránh xa sự ghen tị. Ghen tị chỉ làm mất đi hạnh phúc của chính mình, hãy học cách hài lòng với những gì mình có. 77. Đừng so sánh bản thân với người khác. Mỗi người đều có con đường riêng, so sánh chỉ khiến bạn trở nên mệt mỏi và thiếu tự tin. 78. Sức mạnh của sự tự giác. Tự giác giúp bạn hoàn thành mọi việc một cách hiệu quả và không cần phải phụ thuộc vào sự giám sát của người khác. 79. Đối xử tốt với người khác. Đối xử tốt với người khác không chỉ mang lại niềm vui cho họ mà còn khiến bạn cảm thấy tốt hơn về bản thân. 80. Tận hưởng cuộc sống nhưng không buông thả. Hãy sống hết mình nhưng không quên giữ kỷ luật và trách nhiệm với bản thân. 81. Thất bại là một phần của thành công. Mỗi lần thất bại đều là một bài học, đừng sợ hãi hay nản lòng vì thất bại. 82. Sống theo khả năng của mình. Đừng chạy theo những thứ vượt ngoài khả năng, hãy sống đơn giản và biết đủ. 83. Làm điều tốt mà không mong đền đáp. Làm điều tốt với lòng chân thành, không cần mong người khác đền đáp. 84. Chấp nhận sự không hoàn hảo. Không ai hoàn hảo, việc chấp nhận điều này giúp bạn nhẹ lòng và thoải mái hơn trong cuộc sống. 85. Giữ tinh thần lạc quan. Lạc quan giúp bạn vượt qua những giai đoạn khó khăn và truyền cảm hứng cho người khác. 86. Tránh xa những người tiêu cực. Những người tiêu cực sẽ kéo bạn xuống, hãy chọn ở bên những người mang lại năng lượng tích cực. 87. Tự tin vào khả năng của mình. Tự tin là chìa khóa để thực hiện mọi kế hoạch và đạt được thành công. 88. Biết cách quản lý tài chính. Quản lý tài chính thông minh sẽ giúp bạn không gặp khó khăn khi có biến cố bất ngờ. 89. Giữ gìn mối quan hệ với gia đình. Gia đình là nơi an toàn nhất để bạn trở về, hãy luôn gìn giữ và trân trọng mối quan hệ này. 90. Học cách từ bỏ khi cần thiết. Không phải lúc nào cố gắng cũng là tốt, đôi khi từ bỏ là cách để mở ra cơ hội mới. 91. Cuộc sống là hành trình, không phải đích đến. Hãy tận hưởng hành trình của cuộc sống, đừng chỉ chăm chăm vào mục tiêu cuối cùng. 92. Không để cái tôi lấn át. Cái tôi quá lớn chỉ làm hỏng các mối quan hệ và khiến bạn trở nên khó gần. 93. Sống đơn giản. Cuộc sống đơn giản sẽ mang lại nhiều hạnh phúc hơn là sự phức tạp và tranh giành. 94. Dũng cảm đối diện với sự thật. Sự thật đôi khi khó chịu nhưng nó giúp bạn phát triển và trở nên tốt hơn. 95. Đừng trốn tránh trách nhiệm. Đối diện và hoàn thành trách nhiệm của mình là biểu hiện của sự trưởng thành và đáng tin cậy. 96. Biết lắng nghe những lời khuyên chân thành. Những lời khuyên từ người có kinh nghiệm sẽ giúp bạn tránh được nhiều sai lầm. 97. Đừng chạy theo những giá trị ảo. Mạng xã hội và cuộc sống số dễ khiến ta quên đi giá trị thật của cuộc sống. 98. Giữ lời hứa. Một khi đã hứa thì phải làm, đó là cách để xây dựng lòng tin và uy tín. 99. Sự sáng tạo không có giới hạn. Hãy luôn tìm tòi, sáng tạo, không sợ thất bại trong quá trình khám phá bản thân. 100. Đối diện với sự mất mát. Mất mát là một phần của cuộc sống, hãy học cách chấp nhận và vượt qua nó. 101. Sống không hối tiếc. Hãy sống một cách trọn vẹn để không hối tiếc về những gì đã qua. 102. Tôn trọng thời gian của người khác. Sự đúng giờ và tôn trọng thời gian là biểu hiện của sự chuyên nghiệp và đáng tin cậy. 103. Đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Con người không chỉ được định nghĩa qua vẻ bề ngoài, hãy nhìn vào cách họ đối xử và hành động. 104. Hãy làm việc hết mình và chơi hết mình. Sự cân bằng giữa công việc và giải trí sẽ giúp bạn có một cuộc sống hài hòa. 105. Không phán xét người khác quá nhanh. Mỗi người đều có lý do riêng cho hành động của mình, hãy thấu hiểu trước khi phán xét. 106. Tự tạo cơ hội cho mình. Đừng chờ đợi cơ hội đến, hãy tự mình tạo ra cơ hội và nắm bắt nó. 107. Học cách kiểm soát cảm xúc. Kiểm soát cảm xúc giúp bạn giữ bình tĩnh trong mọi tình huống và đưa ra quyết định sáng suốt. 108. Sự khiêm tốn là dấu hiệu của trí tuệ.
Người thật sự khôn ngoan là người biết khiêm tốn, không khoe khoang. 109. Không bao giờ ngừng mơ ước. Ước mơ là nguồn động lực giúp ta tiến về phía trước và vượt qua khó khăn. 110. Chăm sóc sức khỏe tinh thần. Sức khỏe tinh thần quan trọng không kém gì thể chất, hãy dành thời gian để nuôi dưỡng nó. 111. Chấp nhận sự thật rằng không ai hoàn hảo. Không ai là hoàn hảo, và việc chấp nhận sự không hoàn hảo của bản thân và người khác sẽ giúp cuộc sống nhẹ nhàng hơn. 112. Thời gian là tài sản quý giá nhất. Một khi thời gian đã trôi qua, bạn không thể lấy lại được. Vì vậy, hãy sử dụng nó một cách khôn ngoan. 113. Sự trưởng thành không đến từ tuổi tác. Trưởng thành đến từ những trải nghiệm và cách chúng ta đối diện với khó khăn trong cuộc sống. 114. Đừng quá khắt khe với bản thân. Ai cũng có lúc sai lầm, hãy học cách tha thứ cho bản thân và tiếp tục cố gắng. 115. Kết nối với thiên nhiên. Thiên nhiên mang lại sự yên bình và cân bằng, hãy dành thời gian để hòa mình vào nó và lấy lại năng lượng tích cực. 116. Hãy yêu bản thân. Yêu thương và chăm sóc bản thân là nền tảng để bạn có thể yêu thương và chăm sóc người khác. Sống đúng với giá trị của mình sẽ giúp bạn luôn cảm thấy hạnh phúc và tự tin. Những bài học tinh hoa này chứa đựng sự khôn ngoan tích lũy qua hàng nghìn năm của cổ nhân, giúp chúng ta định hướng cuộc sống tốt đẹp hơn. Nếu bạn áp dụng những bài học này vào cuộc sống hàng ngày, bạn sẽ tìm thấy sự an lành và thành công trong mọi hành trình của mình. Tới đây, cây ngọn đèn dầu cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu để nghe. Nếu thích nội dung này thì bấm nút thích để góp phần lan tỏa đến nhiều người hơn nữa. Đội ngũ cây ngọn đèn dầu xin trân trọng cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu để nghe video này.